nếu nơi tiêu tan trong bao tiếc nuối đến yêu thương xa thật xa, nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua. Hồi xưa lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc dấu muôn vàn, và giờ đây dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng, cuộc đời như con nước cuối trôi dạt về đâu. Đừng để ta tan trong cơn sóng vô gia, cố gắng giữ muôn trùng quên lãng, dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi đau thêm muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu ơi, xin ta trong vòng tay giữ chặt nhau cho yêu dấu đông đầy, đưa thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây ban đầu. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi này, dù nỗi buồn theo một ngàn kiếp sau, xuất sắc, rất là feel luôn, rất là thăng hoa luôn, trong không gian quá lãng mạn. Em hôm nay đã xuất thần hay sao đó, anh thấy gần như có sự động viên của đội khách ha, người đã chọn em từ đầu tới cuối luôn. Em hãy nói đi, em là ai, có phải là ca sĩ hay không? Lời nói đầu tiên thì xin chào chú Quyền Linh, chào hai đội chơi. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thiện Thuật. Nguyễn Thiện Thuật. Dạ. Em là ai? Em không phải là ca sĩ. Và hiện tại em đang là một nhân viên văn phòng. Đôi lúc nghề tay trái của em cũng có tham gia văn nghệ một chút xíu. Hát hay quá. Nên là... Hát hay quá mà không phải ca sĩ. Chính xác, em không phải là ca sĩ ạ. Wow. Hay quá. Hát hay lắm luôn. Hát hay quá. Thật sự em không đi hát thì cũng tiếc đó. Chính là nghề chính phải là đi hát. Bởi em hát rất là tự tin, tự nhiên, hát rất thoải mái, rất là sảng khoái. Xin phép cho anh nói là hầu như là ở trong đây á, là cái chương trình ca sĩ bí ẩn này như là lừa được hết luôn. Tất luôn. Dạ đúng rồi. Đầu tiên thì thực sự là ai cũng muốn chấm em á, nhưng mà tại vì bên đội khách họ đã chọn. Con anh cũng nghĩ là tại vì anh ngồi cái game này anh bị bao nhiêu lần rồi, thì em ra ca hay kinh khủng luôn, giọng ca tuyệt vời, không có gì để mà chê trách được hết á. Thấy không? Mà không những em ca ngày hôm nay em làm anh nói mà còn nổi da gà đó. Này nói ra nãy trời ơi. Không thiệt, nhưng mà anh phải nói một cái điều này, bởi cái ca sĩ bí ẩn này anh thích ở cái chỗ đó. Để cuối cùng khi bật mí ra thì mọi người đều sửng sốt. Thấy không? Chúng ta đều bị lừa hết. Nhưng nơi đây thì anh cũng nói luôn các em đừng buồn. Tại vì đây là cái game tụi anh còn buồn ngồi chi em. Buồn lắm luôn. Nhưng mà buồn chi mình phải vui. Thì việc nhờ có cái game ca sĩ bí ẩn này, hồi đầu tiên vô anh cũng rất là khó chịu. Nhưng mà qua ca sĩ bí ẩn ngày hôm nay anh ngồi đây anh rất là thoải mái. Thậm chí anh nói với Như rồi, anh cũng nói chúng ta đừng buồn, chúng ta phải vui. Phải nói là rất là cảm ơn cái ca sĩ bí ẩn này để tạo một cái không khí cho nghệ sĩ ngồi với nhau. Kể cả khách mời và kể cả tụi anh, thậm chí là những người chuyên nghiệp và kể cả em. Em đã cho một cái ca sĩ bí ẩn này, tài năng của em, giọng hát của em, thì anh cũng nghĩ là cái con đường ca sĩ đối với em nó không khó. Hát hay quá, hay lắm.
Cảm ơn em. Anh cho em nói cái chương trình này nè. Hèn chi bây giờ em ngồi đây em mới biết được là các con em ở nhà coi như là phải nói là cứ bí ẩn mẹ ơi cho con coi ca sĩ bí ẩn để nó tự nó đoán nhau. Đúng luôn. Rồi. Bây giờ em mới hiểu được. Em chị nghĩ vậy nè, em cứ đi làm văn phòng đi và em vẫn hát hay vậy cho ca sĩ tức chơi. Sao em ác quá vậy Như? Rồi vậy chị nghe, ví dụ như bạn giới thiệu bạn là ca sĩ thì tất cả mọi người đều đoán đúng không? Dạ không, em làm văn phòng mà em hát hay vậy đó được không? Nói vậy chứ cứ làm văn phòng đi, lâu lâu hát nhá vô cái cho mọi người tức chơi vậy cũng chơi. Chết chơi vậy. Rồi, mai cái nào có tiền á là làm em ơi. Giờ làm văn phòng vừa đi hát, ai mời show kiếm tiền cũng được em ơi.